Hello anh em, hôm nay mình sẽ làm một cái clip và hướng dẫn anh em là làm một cái vách CNC theo một cái kích thước mà mình mong muốn. Có nghĩa là với một cái đống file, mình sẽ có một cái bộ sưu tập file DXF như này. Thì từ bộ sưu tập này thì mình phải cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ xuất ra một cái file cắt CNC với một cái kích thước mà theo yêu cầu. Thế thì để cái bộ này thì lát nữa mình sẽ up một cái link 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 download cho mọi người download cái bộ này. Đấy, thế xong rồi từ cái bộ này thì mọi người có thể điều chỉnh kích thước mà mình mong muốn. Thế thì có hai cách. Cách đầu tiên thì nhanh nhất là mọi người, vì nó là file DXF thì file này mình có thể import trực tiếp được vào vào add file. Nhưng mà do là gì, khi mình import được add file, mình chỉnh kích thước ở trên add file bằng những file này, thường là những cái DXF dạng này nó rất là nặng. Nó không giống những cái file DXF mà mình xuất từ từ ABF, như kiểu mà mình vẽ tủ vẽ giường ấy, mình xuất từ ABF qua thì cái đường cắt của nó thẳng, nó rất là nhẹ. Còn những cái file hoa văn này này, những file hoa văn dạng như thế này, mình mở sẽ mở một cái hình lên như này, hình như này. Thế thì những cái file này do đặc thù cái đường cắt của nó không thẳng mà nó sẽ hoa văn ấy, nên là nó rất là nặng. Như thế thì mình chỉnh sửa trên app file nó không phải là một phương án khả thi. Nên là cái phương án là mình sẽ phải cài AutoCAD. Thế thì nếu mà ai chưa cài AutoCAD thì bắt buộc mình phải cài AutoCAD nhé. Và kiến thức AutoCAD của mình thì nó chỉ ở mức gọi là đủ dùng thôi. Nên là trong cái clip nó sẽ hơi bị cái thao tác với AutoCAD của mình nó sẽ hơi bị kiểu kiểu chậm chậm ngu, thì anh em thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện, mình mở cái file này lên. Cái file này là nó dự định dạng DXF, thì mở lên nó mặc định nó sẽ là file AutoCAD. Rồi mình mở nó lên nha. Rồi ok, mình sẽ kéo 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 cái này vào đây. Rồi, zoom lên. Rồi đầu cái file này. Đây đây mình đã có một cái file file này. Thì cái tỷ lệ ở trong đây nó là bao nhiêu thì bây giờ mình phải đo. Thì đầu tiên trước khi đo thì mình sẽ phải chuyển một vài cái đơn vị này, nó giống ở trong SketchUp ấy. Tức là khi làm việc thì mình sẽ phải xem nó đang đơn vị của nó là gì. Thì đặc thù của tăng AutoCAD này là nó dùng lệnh bằng bàn phím. Ví dụ như mình cái lệnh mà để bật cái đơn vị lên ấy, thì nó là lệnh unit, unit này mình gọi là UN, kiểu uống nước. Bật cái áo unit này lên, bật cái unit lên. Thì ở đây mình sẽ phải chuyển sang cái định dạng là từ inch nhé, mình sẽ chuyển sang mm này, mm này. Và cái đơn vị thì mình sẽ chuyển về 0.0, có nghĩa là đơn vị này nó sẽ là gem. Đoán ok. Đó, và một cái nữa là gì? OP là option này. Option. And enter. Tất cả các lệnh ở trong AutoCAD nó đều dùng vào. Rồi mình sẽ chuyển vào phần user pre-version này. Thì ở trong đây mình sẽ đơn vị của mình đã chuyển qua mm rồi. Mm rồi. Mình nhấn ok. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác với cái thằng này. Thì bây giờ mình không cần quan tâm cái thằng này nó đang là đơn vị của nó là bao nhiêu, đúng không? Không cần quan tâm. Bây giờ mình sẽ vẽ ra một cái khung mới, một cái kích thước mà mình mong muốn. Thì để vẽ một cái đấy, thì để vẽ một cái hình chữ nhật ở trong AutoCAD thì nó sẽ ra lệnh rectangle, gọi là RE. Nếu mà mọi người không gõ được nhá, thì mọi người phải ấn ESC đến khi nào mà nó hiện cái mũi tên dấu cộng này. Đó, và ở đây nó cũng có cái phần gõ được lệnh, mọi người có thể gõ lệnh vào đây RE như này cũng được. Đấy, hoặc là mọi người gõ thẳng trực tiếp vào đây, tự thoát hết ra nhá, ấn ESC thoát hết ra này, gõ REC này. Đó, thì nó lên rectangle. Rectangle ở trong tiếng Anh nó là hình chữ nhật. Tăng. Thế thì đến đây thì mọi người có thể nhập kích thước vào bằng cách là mình gõ A còng. Đó, A còng trước này. Xong mọi người gõ, ví dụ mình cần cái vách này là 65 phần chiều ngang 650 này. Ấn tab một cái để nhảy sang bên kia này. Cái chiều cao mình muốn là 2 mét này, 2000. Đó, ok. Thế thì mình có một cái hình như này. Rồi mình kéo chuột đến đặt vào vị trí này, mình nhấn chuột trái phát. Đó, thế. Thế mình được một cái hình như này, nó to đùng đúng không? Thế thì có phải là cái file này của mình nó đang rất là bé. Để tiếp theo mình sẽ offset. Cái lệnh offset này thì giống ở bên SketchUp. Mình sẽ click vào đây trước. Click vào cái này. Đó, xong mình có offset OFF. Đó, thì lên offset này. Thì mình cầm vào đây, kéo vào trong này. Mình nhập vào là ví dụ như là 25. 25. Enter. Đấy. Ở đâu đâu nhỉ? Lại vào nhé. Offset. Kéo vào đây. À, là hình như là mình đang chưa chọn được vào cái này được không? Chưa chọn được. Offset. Lại con này. Ừ, cứ khai khai hộ anh cái này bác.
25 luôn à? À rồi ok, tức là 25 mình kéo ra ngoài thì nó sẽ ra ra ngoài 25 này, kéo vào trong nhấn chuột trái em phát đó, thế là mình được một cái mục đích là một cái viên này của mình sẽ là viên gỗ, mình sẽ thao nghĩa là cái file CNC của mình ấy, cắt ra mình sẽ cắt ở trong cái khu vực này thôi, cắt trong khu vực, mình để lại cái viên hai phân này là để làm nẹp hay làm gì đấy, thì thường thường là cái bách CNC nó hay có cái viên đấy. Thế thì nó lên như cái viên này này, nhưng mà về bản chất là mình muốn là cái viên này của mình là viên cố định đấy, thế nên là mình sẽ xóa bỏ, mình sẽ xóa bỏ cái viên ngoài này của nó đi, xóa bỏ cái viên này đi, làm delete này, chọn vào nó nhé, để mà thao tác với cả SketchUp này, mình sẽ ấn ấn hết cái lệnh EC, ấn hết cái nút EC nó sẽ thoát ra ngoài này, ấn vào nó này, ấn vào delete, khi chọn rồi này, khi chọn nó sẽ xanh lên này, ấn delete nó sẽ mất luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lại vẽ một cái khung, hoặc là chả cần phải vẽ khung, mình nhấc luôn cái đống này vào lại được. À mình sẽ quét chọn nhé, cái thằng này nhá, khi chọn đối tượng ở trong AutoCAD nó khác SketchUp, là mình ở trong AutoCAD là mình ấn chuột vào đây và mình giữ mình kéo như này, thì trong đây nó không làm như vậy, mà mọi người sẽ ấn một cái chuột trái trước, ấn một cái chuột trái này, kéo ra, kéo đến hết cái điểm này, ấn một cái chuột trái nữa, có nghĩa là sẽ không có thao tác giữ chuột, mình sẽ ăn lại nhé, ấn một phát vào đây, à, không có giữ chuột nhé, kéo luôn, kéo luôn, kéo ra đây, ấn giữ chuột trái, à, gì nhỉ? Ấn thêm một lần chuột trái nữa, mình làm lại một lần nữa này, ấn chuột một phát này, không giữ chuột này, kéo vào đây này, ấn một phát nữa, đấy, thế thì nó sẽ chọn cả cái khối này, bây giờ mình sẽ thực hiện, mình di chuyển cái đống này vào trong đây, vào trong đây, vào trong cái hình này, và mình sẽ làm thêm một vài cái thao tác scale nữa để mình chỉnh sửa cái kích thước. Thì tất cả những cái thao tác này mình có thể làm được ở trên Adfire nhé. Thế nhưng mà làm với Adfire thì nó giật lắm, không làm được. À, bây giờ để di chuyển thì cũng sẽ nhập vào cái lệnh M. Mấy cái lệnh này thì thường thường nó sẽ giống nhau ở các phần mềm, M là Move này, Alt Enter, hoặc là mình có thể chọn này, chọn này, thẳng vào đây cũng được, Alt Enter. Đó, trong bây giờ mình sẽ túm vào cái góc này, túm vào cái góc này. Nhớ ấn F3 để bắt điểm nhé, không có F3 thì nó không có điểm bắt điểm này. Ấn F3 để bắt điểm. Ở trong đây thì những cái file vẽ mà mình sưu tầm được ấy, thì nó sẽ có những cái điểm nó bị chéo chéo như này. Thì đấy là do cái file người ta vẽ lỗi đó, hoặc là mục đích người ta vẽ như thế. Bây giờ mình mà có thời gian thì mình ngồi sẽ ngồi chỉnh sửa lại, nhưng mà những cái chi tiết này nó nhỏ lắm, nên là ở trên một cái file vắt CNC ấy, thì người ta sẽ nhìn tổng quan là chính, chứ không ai đi soi từng cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy đâu. À, mình đang đang giữ lệnh mơ nhé. Mình ấn một phát vào đây, à, ấn F3 để bắt điểm này, ấn F3 là hiện cái bắt điểm này, đó, có cái xanh xanh này, mình sẽ di chuyển vào đây, đặt nó vào đúng cái góc này, thì nó có sai số một tí thì mọi người cũng chấp nhận thôi, à, mình ra đây, thì khi di chuyển cũng không cần phải giữ chuột nhé, không cần phải giữ chuột nhé, cứ di thôi, đến cái điểm nào đấy thì mình ấn chuột trái phát thì nó sẽ bắt lại, ấn một phát đây, rồi. Thế thì mình đã có một cái hình rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác scale. Bây giờ mình sẽ scale theo cái chiều ngang của nó. Đến cái đoạn này thì mọi người có thể lấy cái tờ giấy ra, mọi người ghi lại các thao tác để cho nó nhớ, tại vì mình cũng vừa học cái này xong, vừa học cách đây khoảng tầm 5 phút thì cái thao tác của mình nó vẫn hơi còn lóng ngóng. À đây thì mình sẽ nói chậm chậm từng cái bước một nhé. Đầu tiên để scale được nó đúng không? Mình phải quét chọn nó, quét chọn thì nhận vẫn là thao tác như vừa rồi, thoát hết các lệnh ra. Phát đây các lệnh nha, đặt chuột ở đây, bấm một phát, kéo vào đây, đó, ấn vào đây. Thế xong để scale thì mình phải gõ chữ scale, gõ lệnh scale bằng cách là gõ chữ scale hoặc là gõ chữ sc, đấy, scale, sc này, đó, thì nó sẽ ra cái lệnh này, lệnh scale này nha. Thế thì cái đoạn này nó hơi đặc thù một tí, nếu mà mọi người scale như thế này nhá, mình sẽ scale luôn, mình túm đây mình kéo ra như này. Thì khi kéo ra như này nó rất khó để bắt điểm. Đấy, mình chọn đại một chỗ nó rất khó để bắt điểm. Thế thì lệnh scale này của mình sẽ kết hợp với cả cái lệnh reference nữa. Reference. Đây mình sẽ làm thao tác chậm chậm nhá. Ấn chuột này, chọn này, quét này. Rồi, nhập vào là SC. Scale. Thì đầu tiên là mình sẽ bắt lấy một cái điểm ở góc này. À, nhớ là mọi người ấn F3 nhá, ấn F3 thì nó hiện cái bắt điểm rồi nhá. Bắt cái điểm ở góc này. Ấn một phát. Đấy, thế xong là nhập vào lệnh error, ấn enter một phát nữa, thế thì mình sẽ chọn cái điểm này lại một lần nữa, à, chọn ra đây một lần nữa, chọn ra đây một lần nữa, xong mọi người kéo, đấy. Thế thì nó sẽ giữ ở gốc ở cái điểm đầu tiên đấy, xong mình kéo ngang ra đây, thì đây nó sẽ chỉ scale theo chiều ngang, à nó scale theo chiều ngang còn nó giữ nguyên tỷ lệ, tức là ngang đi bao nhiêu, dọc đi bao nhiêu, để nó không bị vỡ hình, à mình sẽ bắt cái điểm vào đây. Khoảng trừng thôi nhá, khoảng trừng vào chỗ này thôi. Đấy, sẽ bàn như này cũng được, thực ra nó sai sai lệch một vài gem thì không có vấn đề gì cả.
Ấn F8 thì khóa trục này, ấn F8 thì khóa trục. Đấy, ấn F8 thì nó sẽ chỉ scale theo chiều ngang này. Nó sẽ giữ nguyên cái chiều, nó sẽ giữ nguyên đúng tỷ lệ. Đấy, ấn F8 nhé mọi người. Khi mọi người không bấm F8 ấy, thì mọi người có thể nhấc lên nhấc xuống như này cũng được. Đấy, mọi người ấn F8 thì nó sẽ bắt điểm chuẩn rồi, bắt đúng vào cái viên này. Đấy, bắt chuẩn trái một phát nữa. Thế thì mọi người được có một cái khung như này rồi. Thế thì như thế này cũng có thể cắt luôn được thì nó sẽ đúng tỷ lệ 100%. Nhưng mà trong cái trường hợp này cái vách họ yêu cầu là nó phải cao đến tầm chỗ này cơ. Thế có nghĩa là mọi người sẽ phải scale theo chiều dọc, scale tỷ lệ theo chiều dọc mà giữ nguyên chiều ngang, có nghĩa là kích thước chiều ngang không thay đổi mà chiều dọc phải thay đổi. Nhưng trong cái trường hợp này thì mọi người chấp nhận, chắc chắn là mọi người phải chấp nhận cái việc là hình nó bị méo, hình nó bị méo. Nhưng mà do đặc thù của cái vách này, mình đang chọn cái vách này này, nó khai khai cũng nhận cơm của anh ấy. Do đặc thù của cái thằng vách này, nó méo một tí, có nghĩa là cái scale nó bị dài ra, giống như kiểu cái app chụp ảnh mà kiểu chụp hot girl nó chân nó cứ dài ngoằng ra, nhìn tỷ lệ nó sai. Nhưng mà trong cái trường hợp này nó có sai thì cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mà tỉ mỉ hơn nữa thì mọi người ngồi cắt chuỗi từng đống này, cho mọi người nhắc lên, mọi người nhắc lên, cắt ra một mảng này, xong rồi nhắc lên đây, thì cái trường hợp đấy thì nó lại không còn phải là cái hình, nó không còn cái hình này nữa, nó sẽ thành một cái hình khác. Thì trong cái trường hợp này mình phải chấp nhận nó, mình phải chấp nhận nó méo hình. Thế bây giờ mình lại scale theo chiều dọc nhé. Thế thì để mà scale theo chiều dọc ấy, thì bây giờ mình sẽ phải đo, mình phải đo ví dụ là từ đây xuống đây tôi đang có 1,5 m và từ đây xuống đây thì tôi cần là 2 m. Đấy, thế bây giờ để đo tức là cái động tác gọi là dimension đấy, dim ở trong SketchUp thì nó có ở trong AutoCAD thì nó có cái lệnh DLI này, DLI này là nó sẽ chỉ dim theo một cái chiều dọc hoặc là chiều ngang thôi. Ngoài ra nó có lệnh DAL, DAL này thì mình có thể điền tự do, điền góc chéo hoặc là góc tròn gì đó. Nhưng mà ở trong này thì mình do là mình chỉ có nhu cầu điền từ đây xuống đây một phát và điền từ trên đây xuống đây một phát thì mình sẽ sử dụng DLI là sẽ chỉ điền theo chiều dọc thôi hoặc là theo chiều ngang. Ok, mình ấn F8 nếu đây điền đại vào đây đi. Đó, để F8 là nó sẽ khóa cái trục dọc này. Không F8 là mình có thể di chuyển được cái này, mình ấn F8 này. Mình kéo xuống đây, mình kéo đến cái điểm này. Đến cái điểm điểm đây xem nào, điểm này đi. Nhận ở những cái chỗ chi tiết như này này nó có thò ra một tí này thì mọi người phải chấp nhận thôi. Đầu đây nó chỉ khoảng tầm 1 ly hoặc 1 cm thôi thì phải chấp nhận thôi. Còn nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người có thể phá cái đúng rồi, phá cái hình này ra và vẽ lại hình mực khác, nhưng mà thao tác này mất khá nhiều thời gian. Ấn vào đây kéo ra như này thì mọi người sẽ nhìn thấy được cái thông số của nó hiện ở đâu ta, nó hiện ở đâu. Chắc là mình sẽ kéo ra bên ngoài đi. Rồi mình ấn Ctrl Z để mình làm lại. Tại vì mình kiến thức về AutoCAD của mình cũng không có nhiều nên là thao tác của mình là hơi bị lóng ngóng. Như là mong là anh em cũng xem cái clip và làm theo để chữa cháy thôi. Cái này để chữa cháy. Đó, thì cái dim tag này mọi người nó sẽ hiện một cái dimension tag ở dưới này là 1422 7388 thì mình chỉ lấy cái số chẵn thôi. Có nghĩa là mình đang có 1,4 m, 1,42 m/2 ly thì mình sẽ nhớ lấy cái số này 1422. Đó, mình sau đấy mình sẽ đi tiếp DLI tiếp này, DLI tiếp đến cái khoảng này từ đây xuống đây để đi ra ngoài này thì mình có 1953. Đó, thế thì sau đấy mình sẽ lấy 1953 chia cho 1422 thì hai cái số đấy thì mọi người phải nhớ nhé. Còn này ở đây, trên đây nó sẽ hiện này, nó hiện ở đâu nhỉ? Dimension đấy nó hiện ở đâu nhỉ? Chẳng biết nó hiện ở đâu. Rồi mình sẽ nhớ 1422 và 1953. Rồi mình sẽ xóa hai cái này đi, mục đích mình đi là chỉ để mình biết kích thước thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ scale cái thằng này theo cái chiều dọc. Thì trước khi scale thì mình phải group nó. Cái này nó sẽ làm cái thao tác group cái này nó giống như cái việc là mình make component ở bên SketchUp ấy, giống như make component đấy. Thì mình khi make component thì mình sẽ có một cái tọa độ x không y không, mình sẽ cho cái x0 y0 nó ở đúng cái góc này, x0 y0 đúng ở góc này. Đấy. Bây giờ mình sẽ make group nó nhé. À, mình sẽ gọi tạm là make group đi, hoặc cả bên đây nó sẽ gọi là block. Nó sẽ gọi là block. Vẽ chọn này. Đó, mình nhập vào là B. Nó sẽ ra cái lệnh block đây, block. Thế thì nó sẽ lên một cái bảng block definition như này. Thì đầu tiên là mọi người pick point, là mọi người chọn một cái điểm. Pick point này thì nó là cái mình tạm gọi là cái tọa độ x0 y0 đi. Pick point nhé, pick point này. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái điểm góc của nó. Đây mình cứ cho cái góc ở đây đi. Đây cũng được nhé, vào đây cũng được nhé.
Kickboard. Đấy. Sau đấy mình chuyển sang cái chọn Select Object là mình sẽ quét chọn toàn bộ cái phần hoa văn đấy. Select Object. Quét chọn. À, quét chọn như này. Xong mọi người ấn cách một phát. Để mọi người đặt tên cho nó. Đặt tên cho nó. Ví dụ mình là vách 1 chẳng hạn. Để như này. Đó, mọi người ấn OK. Tiếp theo, mọi người chọn vào nó. Thì bây giờ khi mọi người chọn vào nó nhé. Thì nó là group rồi hoặc là nó là component rồi. Đó, mình dùng một vài cái từ mà nó ở bên SketchUp ấy, chỉ để cho mọi người dễ hiểu. Và đây mọi người có thể nhập vào cái lệnh PR. Đấy, là mọi người bật cái property lên hoặc là mọi người ấn Ctrl 1. Đấy, nó lên cái bảng kéo cái bảng này sang kiểu gì? À, nó lên cái bảng này. Thế thì ở đây mọi người sẽ nhập vào cái lệnh scale scale của mình sẽ là 1953 chia 1422. Chả nhớ, chả biết có phải nãy là 141953 đã không. À, để chắc cú thì mọi người lấy giấy thôi mà ghi lại. Enter phát. Nhớ là scale theo cái chiều y, trục y nhá, trục x giữ nguyên. Trục x giữ nguyên là 1. Đấy. Đấy, thấy không? Nó sẽ lên được cái hình như này. Thế thì cái hình này nó sẽ hơi bị nó sẽ bị sai tỷ lệ. Chắc chắn không? Tại vì mình scale một chiều mà thì chắc chắn nó bị sai tỷ lệ. Nhưng mà do là gì? Cái vách này của mình nó sai tỷ lệ chả có làm sao cả. Vẫn đẹp. À, ok. Rồi, tiếp theo là mình thoát cái lệnh này. À, bây giờ mình sẽ được cái đống này rồi đúng không? Ở cái bách này mình sẽ chuyển qua file mình cắt. Thì mình vào cái phần két này. Đây là cái phần file này. Mình sẽ chọn shape art. Shape art này. Shape art. Mình sẽ chọn cái định dạng của nó là định dạng DXF. DXF đâu? DXF đây. À, mình sẽ chọn lưu ra màn hình luôn nhá. Mình chọn là vách 1 đi. CNC. Vách 1. Save. Chúng ta mình sẽ phải xóa bỏ cái định dạng này, mình sẽ xóa bỏ cái đường này. Thôi lát nữa mình sang alpha mình xóa cái này được. Đây này, đường này này. Đường này thì lát sang alpha mình xóa đi luôn. Mình sẽ không thao tác gì với cái đường này, cái đường này vẽ ra chỉ để định dạng viên thôi. À, ok. Hoặc là mình xóa luôn đấy được. Rồi xóa luôn ở đây đi. Delete này. Đấy, thì có nghĩa là tất cả những cái đường cái ô hình lục giác này thì mình sẽ chọn cắt trong, còn cái này mình sẽ cắt ngoài để mình lấy cái tấm đấy. Rồi mình sẽ xếp lại nhé. Tại vì làm thao tác ở bên alpha nó sẽ bị giật. Còn thao tác ở bên AutoCAD này thì nó thuần 2D nên là nó khá là mượt. Mình sẽ lưu lại phát này. Đây, lưu đề cái file này đi. Để cái nó hỏi là cái này tồn tại rồi, bây giờ ông có muốn thay thế không? Yes. Nó sẽ thay thế. Và giờ mình sẽ bật alpha đi. À, vừa nãy mình có làm thử mình, trước khi làm cái video mình phải ngồi mình làm thử. Ấn Ctrl+N để tạo mới một file này. Rồi. À, bây giờ mình sẽ đưa DXF vào. Thì do là cái này cái file DXF của mình chỉ có một file thôi, mình sẽ không chọn cái phần tiện ích để mình nhập hàng loạt này, tại vì mình chỉ có mỗi một file thôi, mình sẽ nhập từ đây. Nhập từ đây này. À, mình chọn cái CNC vách 1 này. Open nó lên. Đấy. Thế xong đến đây thì mọi người nét tịnh được hoặc không nét tịnh được. Mình cứ nét tịnh. Nét tịnh. Các bước này thì lại giống với cả làm việc với đây, mình có cái đông này. Thì bây giờ mình sẽ phải quét chọn thằng này. Mình di chuyển nó vào một tí để cắt cho nó an toàn đúng không? Mình gọi này chọn ấn M. Đó, mình sẽ tịnh tiến nó vào. À, mình sẽ để cho nó cách biên. Đây là gốc x0, y0 đây. Mình sẽ cho nó cách biên là khoảng 1 phân. XY đều là 1 phân. À, chấp nhận. Thì nó sẽ nhảy vào một tí. Đó, mọi người sẽ nhảy vào một tí. Coi như mình loại bỏ cái phần viên gỗ xấu xấu đi. Rồi, bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ phải chuyển một cái layer này. Đấy, sang đây mọi người thấy không? Cái file này kéo nó rất là giật. Đây, mình sẽ chuyển một cái layer này vào một layer cắt đứt. Mình sẽ tạo ra một layer tên là cắt đứt đi, cắt ngoài. Còn toàn bộ cái layer này mình sẽ cắt trong. Mình có thể kiểm tra xem nó đang nằm ở trong layer nào bằng cách chuột phải và mình chọn di chuyển đến lớp. Nó đang nằm trong layer 1. Mình thử ẩn cái layer 1 đi xem là nó có ẩn hết không đấy. Rồi, ok. Thế thì trong trường hợp này mình sẽ một là mình sẽ tạo thêm một layer khác tên là cắt trong chẳng hạn. Hoặc mình tận dụng luôn cái layer 1 này. Tận dụng luôn cái layer 1 này. Tại vì layer 1 này nó chỉ chứa mỗi thằng đấy thôi. Rồi, ok, thế thì bây giờ cái việc đục này mình đục trước đúng không? Mình sẽ chọn con dao 6 này, chọn cắt bên trong. Rồi mình sẽ chọn cái layer 1. Layer 1. Layer 1 này. Đây. À, mọi người thấy nó sẽ chọn hết này, mọi người chọn cắt trong. Và tất nhiên là sẽ cắt đứt rồi. 17.1 rồi. Ăn tính toán. Nó chỉ hiện cảnh báo thôi. À, đồng ý. Rồi, mọi người chờ nó tính toán một lúc tại vì cái đường dao này nó khá là phức tạp. Nó sẽ tính toán đấy, mình nhìn ra. Nhưng cơ bản là mình đã có cái vách rồi. Rồi tiếp theo là bên gì mình chỉ chọn cái đường này thôi.
chọn cái đường này và chọn là gì, cắt ngoài, cắt ngoài. Đấy, phần bộ chọn này thì tại vì nó chỉ có một layer nên là mọi người có thể chọn vào cái layer cắt ngoài được, mà không chọn cắt ngoài thì mọi người có thể chọn thẳng lên đây được. Từ từ, cái này nó chưa nằm là cái cắt ngoài thì phải di chuyển đến lớp, xem nào, thấy nó đang ở trong layer không này. Chọn cắt ngoài, chọn cắt ngoài, chọn bộ chọn, phần bộ chọn này thì mọi người chọn cái layer cắt ngoài, mọi người sẽ thấy là nó thể chọn này. Rồi, bỏ cái layer 1 này đi, mình chỉ cắt mỗi cái này thôi mà. Tính toán nhờ. Đặc thù của làm bách CNC nhé. Thế thì mọi người càng sử dụng cái con dao mà mũi đầu nó nhỏ thì đường cắt nó càng đẹp, thì tại vì nó có cái biên dạng, có cái bán kính dao ấy, thì cái dao càng to thì cái bán kính nó càng lớn, thì ở những cái góc này nó sẽ không được đẹp bằng những con dao dao, dao nhỏ. Tại vì mấy anh em làm bách CNC thường thường sẽ sử dụng dao ba để cắt. Thế nhưng mà nếu mà chuyên về CNC thì mình sẽ không cần phải xem cái clip này. Còn nếu mà đây là dành cái clip này để dành cho anh em gọi là chống cháy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xuất hai cái đường dao này. Thì bình thường thì mình khi mà mình làm việc với cả ABF ấy, thì mình sẽ vào cái phần này đúng không? Vào phần này mình xuất hàng loạt file CNC đúng không? Và xong mọi người sẽ đưa dao mẫu vào. Nhưng mà ở đây nó không như vậy, tại vì thứ nhất là không có dao mẫu, thứ hai là do là chỉ có một tấm thôi, nên là cái tiện ích mà xuất hàng loạt CNC hoặc là cái tiện ích mình apply template to on sheet ấy, nó sẽ không làm việc với một tấm. Nó phải yêu cầu từ hai tấm trở lên. Thế trong cái trường hợp này mọi người muốn xuất thì mọi người sẽ ấn vào đây, ấn vào cái nút này. Mọi người nhớ là xuất tất cả các đường dao chạy ấn vào đây. Còn nếu mọi người không ấn vào đây thì nó sẽ chỉ xuất cái đường đầu tiên này thôi. Ấn vào đây. Nhớ là hai cái đường này đều phải được tích rồi. Và đây chọn post. Post của mình rồi. Set to path. Thì mọi người ấn vào đây là ví dụ như là vách CNC file cắt chẳng hạn như này. File cắt. Unset. Thì ra màn hình thì mọi người sẽ được một cái xuất dọc này. Mình sẽ thoát ra màn hình này. Mình sẽ được cái file cắt CC, file cắt của mình này. Bật lên xem là nó cắt có đúng không nhá. Backplot này, và phần backplot window này. Bật cái top lên. Đó. Em ấn vào đây cho nó kéo đây chạy thử. Rồi, ok, thế thôi. Thế thì cái video này nó là cái video để hướng dẫn mọi người cắt một cái file vách CNC từ cái bộ đế ghép đã có sẵn. Thế thì lát nữa mình sẽ up cái bộ đế ghép đấy lên lên FC. Thế thì xong rồi mọi người download thì mình làm thử. Rồi, ok, tạm biệt mọi người.